Chủ về về đây. Thấy nó chạy xuống là biết chủ về. Nó nghe tiếng máy hay gì? Có lợi anh Tám không? Chiều mới xuống hả? Bỏ máy đâu có đem theo. Trời ơi, bữa nay tao có siêu đồ biết rồi. Bữa nay bị chiếm diễn đàn rồi. Chữ giống chữ nhân quá đi. Cái chữ gì? Chữ nó có dấu chấm ở dưới là quá. Hả? Này là chữ quá. Đâu không thấy? Đây. Đây quá này. Kê khác rồi gì vô đây. Quá vàng quá. Quá vàng là qua sông quá. Chữ này. Mà má này gần cho nó không có nét. Rồi. Nó cứ ly nào thôi chứ. Chọn tất cả. Quá khẩn trương. Quá khẩn trương. À khẩn trương là xong cho là chạy liền đúng không? Quá khẩn trương có nghĩa là nhanh nhẹn đó, sự nhanh nhẹn đó. Nhanh nhẹn đó. Vậy là cái mang đôi giày này đi không đi chậm mà đi nhanh mới được. Trời ơi mang cái chân sao mang có 39 sao vừa chẹn. Trời ơi 38 nó mang còn vừa đó. Cái bữa mà mua đôi dép kia các bạn cô kia bà nói chú ơi. Nè cái chân dôi nè mang 43 nè. Đàn ông đâu có dép thư số 39. Phụ nữ hả? Cái này là phụ nữ. Chết. Về Việt Nam có một đôi một mà thuận tiện CT. Hay đâu hả? Cũng hơn nè. Cũng hơn nè. Giữ được một cái sáng tạo đẹp rồi đó. Có mẫu rồi. Đẹp. Mà phải mặc bộ đồ lam chứ mới đẹp. Tại vì cái đôi giày đen mà mặc cái quần đen nó không đẹp. Nó phủ lên đẹp ha. Đình trai làm gái chưa? Ai, cô My thu hoạch được nhiều đây. Làm gì mất mè hả? Mất mè ăn Tết. Đây mất mè của ăn Tết của My nè. Dốt mà My. Chốt mà sống dốt. Kể đi. Cho à. Nó ngọt hay á. Ừ ngọt. Chốt cũng chưa bỏ hả? Được rồi đốt nữa nó quẹo quẳng. Chứ mà bỏ thuốc hay gì? Hả? Bên chỉnh bỏ thuốc hay gì? Thấp mà nè.
chưa rồi dép tới à. Nó cắt cái nọc cơm. Mì nó không biết thấy nó cơm hả? Cái nào nãy làm? Để nè. À trời, không khỏi nhảy vậy trời, kiếm cái gì? Lúc nào nấu rồi đó. Để nấu. Nội về chuyên gia đấy. Nấu rồi súc hả? Có nồi lên dễ vậy, nấu súc à. Hả? Hết luôn đi chứ về sao nữa giờ. Nội mai ăn tương rồi. Bữa nay con bé Vi nó có lên. Con bé Vi lên cho nó ăn tiếp không nội? Ừ con ăn tiếp không nội? Không ăn đâu, ăn hết đâu.
có nước nó nãy là nấu nãy có nêm chưa? Tôi thấy người ta xào trước người ta mới nấu thôi, bỏ nước nấu. Có ăn mới. Của mình nó nằm ra tổ chuốt lớn hơn nhiều mà. Mà thằng này dở mày ơi. Biết sao? Anh làm cái ngăn đá cho nó dài thường thượt vậy. Thành cái ngăn đựng rau chứ không có được nhiều. Thấy cái tủ của mình không? Hả? So sánh với cái tủ thì ta chi coi. Thưa tôi chi ta ngăn đá ta vừa à. Bây giờ để hăng đá, ngăn đá hai lớp. Gì? Quỳnh nó ba giáp này giá tới chị thấm rồi đó, mau đó. Xíu xíu muối nữa, xíu xíu thôi. Nãy bỏ muối rồi phải không? Xíu thôi. Rồi rồi. Làm lạc lạc thì nó dễ. Ví dụ mình muốn mặn thì mình muốn ăn mặn thì mình chấm thêm, còn mà làm mặn quá thì làm sao lấy ra được. Nó dám mặn thiết đó, quậy quậy nha nè. Chút mới bơm nước. Đây. Dạ, chiên nó mắm ươm vàng rồi quý vị. Ươm vàng rồi. Đợi chút gì ăn luôn. Mày ơi, cứ tắt cái bên cái canh đường hả mày? Thôi chín rồi. Không chín, con tắt hồi nó hầm là nó cũng chín hả? Cái này nó nóng dày lắm. Cánh gà chiên nước mắm trộn cuộn ăn. Bữa nay em ăn hết. Ngày mai là em chay tới xa năm luôn rồi quý vị. Rồi tới đâu ông Thợ ơi? Chích luôn đó hả? Có chiên là không? Nó thấy nó sâu quá. Tắt điện lửa luôn cho nó chắc ăn. Đợi chút Út về ăn sao? Để sẵn đây rồi đợi chút Út về ăn.
canh cũng tắt luôn rồi nè. Đậu hũ, nấm kho đậu hũ kho nấm. Rồi, 1 2 bữa nay ăn cũng thịnh soạn nha. 3 gà gì mi? Chiên nước mắm hả? Rồi hồi nãy là chừng nào mới bỏ nước mắm vô? Chín rồi. Chín rồi mới đổ nước mắm vô trộn hả? À, gà chiên nước mắm nữa cái gì? Đậu hũ. Chủ về về đây. Thấy nó chạy xuống là biết chủ về. Mấy ngày tiếng máy hay gì? Có lợi anh Tám không? Chiều mới xuống hả? Bỏ máy đâu có đem theo. Trời ơi, bữa nay tao có siêu đồ VIP rồi. Bữa nay bị chiếm diễn đàn rồi. Ừ, sáng đi luôn phải không? Rồi bị chiếm diễn đàn rồi, bữa nay mất hết một mất hết lượt rồi. Ờ, bộ đốt cái gì nè? Đốt cái gì vậy? Đốt mấy cái bụi cỏ đó. Cháy tới trên luôn. Ờ, lên nóc nhà, có cái thang sẵn ở đó luôn. Quét chưa? Chỉnh quét chưa? Chỉnh quét chưa? Cái nóc. Không, chưa. Rồi, quét rồi, chắc xét. Tại vì sao? Mưa nó xuống đó rồi, nó không có khô được. Cho chú cũng thở ra đi, nó mới vừa xong luôn đó. Hai. Nó chị Thấm sợ gì quê. Xin máy theo bỏ nhà mà. Mà giờ không biết cái máy đâu nữa, sáng kia không thấy. Đứng mấy hả? Dạ. Đã gọi ta thân thủ lắm mà. Đi bữa tới thân thủ lắm. Đúng rồi đó. Bây giờ gì đó thấy lặng lặng mà xem thường là coi chừng nguy hiểm lắm. Đa số vậy không đó. Đeo ló hai cái lông mũi ra. Gỡ luôn. Đâu mình tuân thủ thôi chứ đâu có ấy được, đâu mình theo ta được. Ừ, tới bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình chứ. Rồi quý vị ơi, bữa nay siêu đầu bếp thất nghiệp rồi. À, siêu đầu bếp đi chợ về thì bữa đây là đã hoàn tất cái công việc nấu nướng. Cuối hai rồi nha. Xích đây chút đi, để chút sáng đây. Trên bàn đi. Trời ơi, cái hàng này không có để trên bàn được. Đây, để đây đi. Cái hàng không có tấm. Trời ơi, hàng là cho đa hả? Đâu biết cái này là cái gì nữa không? Không biết cái gì khúc. Không tin sở hợp, gỡ hợp ra xem. Không ai gọi đó. Tưởng là qua Tết là
đặt bữa 25 và bữa nay là ủa đặt bữa 25 bữa nay 29 rồi ủa bữa 26 là nó ngưng giao hàng rồi mà sao bữa nay thì không ngại nó hàng là nó kết thúc sớm rồi đó. Hàng là hàng Trung Quốc nhưng mà cái kho nó ở Việt Nam, nó có cái kho ở Việt Nam và thành ra cuối cùng nó lại nó đi qua Hải Quan. Cái này có gì âm dư cho mày đó? Chẳng lẽ nó qua Hải Quan nó mà cái này cái kho trong nước thành ra khẩu qua Hải Quan. Một hai ba tăng trời ơi, dữ dữ vậy đó hả? Cái này là kêu là cái gì nè, kêu là cái gì nè, không phải trong cái thái cực, thái cực âm dương hả? Ờ, thái cực âm dương đó. Ừ, rồi bởi vì hỗn mang sinh ra thái cực. Thái cực là sinh ra dương, âm dương là mới ra mà tứ tượng, tứ tượng ngũ hành, bát quái, đến 16 quẻ, 32 quẻ, 64 quẻ. Nó có cái hiệu đó. Của ông vua mà cuộc thi ngày xưa mới đó. Cái này của chừng ông của ông Hồ Cẩm Đạo còn đó ông thì sót lại nè. Ồ, ngại ghê chưa. Bàn chính nha, bàn chính nha. Ra bây giờ dở với cái đế thì coi nó có để cục thích gì không. Ờ, về này là về của người điện võ chứ không phải về cười nha. Cái đế mà nó chống chống nước hả? Ờ. Trong trường mà cái đế này nó có dẻo không? Hả là mang lên thì nó khích. Có nghĩa là đỡ xuống rồi. Nảy lên, nhẹ xuống nảy lên. Ừ, nó khích chạy luôn ha. Cái dân này mà nếu mà nhựa nó không tốt ha, đi thời gian mà nó mòn ở trên hàng. Ừ. Nếu mà cái này đi đi núi ngon nè. Ừ, dạ, vỏ nó khích chạy ha. Cái mũ này nó khích còn một đôi duy nhất thôi. Bỏ vào cái vỏ hàng lâu lắm rồi. Bữa nay thấy còn có một đôi một thôi. Luôn. Để có chữ đọc xin bây giờ bất ngờ hả? Ờ, đang ở đám kêu cái gọi thôi chạy ra bến đò đi. Tiện không đi mà không có bỏ tiền trong túi, bỏ tiền trong cái túi sách đó. Bỏ túi sách nhà, bỏ túi sách ở đầm đám rồi sao mà tiền rẻ mà nó đủ lỡ nước ba đạo rồi lỡ người ta giao hàng ấy là không đủ tiền là tiền lẻ nó còn đủ mua đôi giày đó chứ ha. Tiền trắng thì vợ đó đó mấy à. Cái này nó phải lên tra tự điển hai chữ này là chữ gì nha. Ừ, sẽ mang nhiều khi ta nhìn cái chữ như sao cái này cái gì đó. À, ra bây giờ bây giờ là cha tra Google con cái gì vậy đó. Để chữ gì mới được được mang nhiều khi người ta đụng người ta tên người ta cái chữ chết. Cũng như cái người mặc áo mà không biết tiếng Anh vậy đi chữ khích mi khích mi đó Google vậy. Đây coi dịch coi. Ờ, cái máy của mình. Sợ sợ chữ này dịch không ra điện ơi quay đây quay. Chữ cổ bên đây đủ sáng, nó sáng nè. Đây. Chữ này sợ nó cổ thôi đời Khang Hy đó giờ nó dịch không ra chứ. Giờ nhà bạn hát là một chữ nào cũng ra chữ giống chữ nhân quá đi cái chữ gì nó có dấu chấm ở dưới là quá hả này là chữ quá cháu không thấy đây 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 quá này kề sát vô gì vậy quá gian quá quá gian là qua sông quá chữ này à má này gần cái nó không có nét rồi cự ly nào phải chờ chào tất cả quá khẩn trương
quá khẩn trương. À, khẩn trương là xong cho là chạy liền đúng không? Quá khẩn trương có nghĩa là nhanh nhẹn đó, sự nhanh nhẹn đó. Nhanh nhẹn đó. Vậy là cái mang đôi giày này đi không không đi chậm mà đi nhanh mới được. Quá khẩn trương. Không sao, không sao. Không có danh từ riêng, danh từ chung. Em nha. Cái đế rất là mỏng, mỏng đẹp. Thường là những nhưng mà cái đế rất là dày. Nhưng mà quan trọng là cái chỗ có giáp mí này nè. Chỗ có giáp mí nè, treo tốt hay không là bật đè nó xuống là biết liền. Nói chung kiếm cái đôi giày phải cái đế nó mỏng này. Mang nó đỡ chân. Mà tương đối là nhẹ chứ không nặng. Tại vì cái chân của mình quéo lên quéo xuống á thì cái mà cái chân sao mà có 39 sao vừa chạy. Trời ơi 38 nó mang còn vừa đó. Cái bữa mà mua đôi dép kia các bạn cô kia bà nói chú ơi. Nè cái chân voi nè mang 43 nè. Đàn ông đâu có dép về dép thứ số 39. Nó phụ nữ hả? Cái này là phụ nữ. Chết. Trời ơi 42 mà mang còn muốn chật. 39 nè. Cái chân này chân mignon. Trước có bó chân hay gì đây nè. Vậy là năm nay sắm được đồ vàng Tết đúng không? Sắm được hai bịch khẩu trang. Rồi một đôi giày với hai bịch khẩu trang ăn Tết của siêu đầu bếp nha quý vị. Hôm nay ăn siêu đầu bếp ăn Tết lớn nha. Hôm nay chưa rồi biết bị chiếm diễn đàn rồi mất hết một lượt nấu cơm mà quý vị mà đi qua chợ Tết à chưa biết mà, sáng thì rảnh là đi chung cho nó vui đi chung rồi mà, chung clip ra mỗi kênh riêng nhau chứ mà có cảnh khác nhau chứ không gài mở cái tảo mộ mẹ ra hai clip mà nó có một người nói hay sao giờ sao dám đăng bình thường đâu có đâu tại vì mỗi cái góc máy nó khác nhau chứ à không có máy nào giống máy nào. Máy này của em mà người kia nói không à? Thấy thấy cái file âm thanh thì giống nhau rồi đó. Bị bản quyền không? Bản quyền đó là chỉ từ khi nào cái người chủ chủ kênh đúng không? Lên tiếng không? Khiếm hại, còn người thường nó khiếm hại. Mời chắc đi chợ lắng xe đó. Chợ lắng xe không? Hôm qua đi chưa? Không chất lượng. Sáng, cũng quay được cái chỗ tổ chim sáng. Chữ án sen. Ông kia ông nói tôi lụm được rồi mà sao ông không gắn lên nói sao tôi lên tôi gắn được đó, gặp ông đó đó phải gớt xuống có lụm không nó tôi lụm được rồi. Rồi bà vô đi hôm nay thằng điện CT thắm được đôi giày ăn Tết mừng quá mừng hàng hiệu hàng độc quyền luôn á chứ ơi. Và Việt Nam có một đôi mà ông mà Thượng Điền CT mua luôn. Hay đâu hả? Cũng hên à. Cũng hên nè. Giữ cũng đẹp rồi đó. Có mẫu rồi đó. Không. Đẹp. Mà phải mặc bộ đồ lam chứ mới đẹp. Tại vì cái đôi giày đen mà mặc cái quần đen đó nó không đẹp. Nó phủ lên đẹp ha. Đã trai làm gái chưa? Nói chung là rất vừa ý. Rồi, năm nay Tết vui rồi. Sắm đồ mới rồi. Chúc Tết luôn nghe quản lý nha. Một đôi cuối cùng của shop luôn. Thì có hai đôi và chủ tiệm vàng Lê Hương mua một đôi rồi. Ở Thanh Hương hả? Không tiệm vàng Long Xuyên lên Thanh Hương. Còn đi đôi được đi CT. Mua liền không phải. Tiệm vàng Ngọc Thẩm. Ủa, ở Long Xuyên có Ngọc Thẩm sao? Có Ngọc Thẩm, con góc mắt đó. Ủa, Ngọc Thẩm ở Cần Thơ có mà tỉnh không ở trên này cũng có chứ có chứ. Vậy hả? Chỉ Cần Thơ Ngọc Thẩm như vậy rồi. Rồi bữa nay ba có đồng minh rồi đó. Lúc nào có đồng minh rồi. Hai điều. Ba lên nấu nữa nha. Hai đội điều. Ủa hồi sáng là mình đi rồi thấy nó chạy cái xe đi đâu rồi tưởng nó đi chơi chứ. Nó đi chợ về rồi chắc nó đi chợ về rồi. Đi chợ. Sao bà? Còn điện sửa bà đó hả bà? Bữa đó là điện sửa hả? Nó bị con gì vô chổng mà.
mà tiếng không ra ông thủ luôn hả? Điện nó cháy luôn hả? Nó cháy mất tích luôn hả? Chắc mình đòi về em tát mừng quá. Nghĩ ăn câu luôn. Cái đi có ăn đi bơi, kệ đi. Chứ giờ chờ cử ăn thì... Mà ngày nay là kết thúc rồi đó. Ngày mai ba chai rồi. Thì chắc còn gần đồng đó, hàng trong tủ rồi đi. Sắm đi chẳng mà. Ba một bữa ăn chay chắc nó cũng đâu có ngóng gì giòn không à? Ăn chay nó có giòn không? Nó biết. Nó biết hả? Ăn chay không thèm làm, không làm. Nó giòn còn con lu nó không thèm vô luôn. Con muốn chào hả vậy? Không dễ lắm. Hả? Chưa 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 đang chảnh hả? Không chảnh này cho củ. Không, con muốn chào hả gì? Chào củ, chào củ. Chào củ, chào củ rồi á. Dọn nước vô. Dọn nước vô, chấm. Ba ăn đồ hủ không? Hả? Ba ăn đồ hủ không? Thương rồi, không ăn. Thương rồi, tao không ăn đồ hủ. Không ăn hả bà? Không. Ngán hả? Dầu, dầu dầu ngán. Phải có cái mùi nó làm với cái mùi đậu nành đâu. Chữa đậu nành đâu. Ở chỗ nó. Vậy cho bà thấy anh ta mà sầu riêng á. Có người ta nó ăn ngon quá trời, có người ăn không được. Ta ngửi là ta ói à. Má la làng hoài. Dạ. Má không chịu ăn. Không ăn hả? Không chịu ăn. Ờ ngó vậy đó. Tại tùy cái khẩu vị của mỗi người thôi. Không, cái mùi đó mà ăn vô thì nó hết. Bữa nay ăn thịt sọ lắm nha. Một món, hai, ba, bốn, năm món, sáu món luôn. Đó, dữ dằn. Còn mì với ông nội ăn có hai ba món à. Bữa nay ăn sáu món đó. Một món, một ăn không hết luôn. Mình có ăn thường thường á, đi đám ăn kêu nó tới cái lẩu rồi, tôi thôi mất rồi. Dưa nè, anh em lên hả? Dưa muốn nè. Mỹ làm trong tủ lạnh còn bọc luôn, có cái nào ăn đó đi. Tủ lạnh ngấp hết trơn mà không ăn. Hôm nay coi thử nấu này ăn sao? Con biết, con nấu lại, không biết nên đâu. Để dặn lạc lạc đây có gì mình cho chan tương rồi. Rồi bây giờ không có nấu ăn, đi ăn cơm tiệm mà sao không biết nấu? Con có nấu mà ý là con ăn quen rồi, con biết ăn. Ăn thì cũng ngon đó bạn. Trời, thì ăn được, con ăn được rồi đó. Lạc thì chấm. Mà lạc lạc chắc ăn. Giờ nó đủ chiêu trò chứ, thành ra là nó không có không thật nữa không? Ừ. Với trình độ cái kỹ thuật cao bây giờ mà phải dân trong nghề mới biết, còn người thường mình tưởng là người ta làm chứ là nó thiệt mà. Mày vô này nghỉ luôn đi. Dạ. Cái này dịch bệnh quá trời, phải làm bút cơm ăn nữa.
yên ổn tới giờ là mừng rất khẩm chết ở số 8 cái ông mua chai làm dịch nha, nó ông bỏ nghề đó mày bắt đầu mua cái vỏ gì đó bắt đầu mày mà bắt đầu gì đó ha mà nó đợi, đi đợi, mua là chắc là người ta ngoắc lại dữ lắm lá luôn đỡ cái nón lá của nó mà cỏ đó ngoắc lại dữ lắm luôn đó làm TikTok nó cái kẹo mà te đó chạy xe đạp chạy với xe ủi đó chắc chịu wheel à nha chịu wheel đó ta xem dữ thằng luôn giống như mấy con nhỏ mà nó mặc cái bộ đồ mới chát mà nó nhảy xuống sình mà nó mò bắt cá đó cái phương vậy đó hả nó khoảng ừ, đúng rồi mi mặc cái bộ đồ mới là mà thằng nhảy xuống ao bắt cá mò cá vậy nó to dữ lắm à đăng lên vậy mà ở dưới bình luận thấy tội nghiệp hết sức nghèo khổ như mò cá trời ơi một tháng của nó thu nhập cả trăm triệu mà tội nghiệp mà nhỏ nó còn trẻ đâu lơ ấy trở mi gì ở Hậu Giang ai ăn cái này nữa em. Thôi, nổi rồi. Nổi rồi. Để chiều ông nội. Con ăn rồi. Chiều ông nội ăn cơm nữa. Ừ. Chiều đừng nè, đừng cho ông nội ăn cơm. Nội ăn chiều ông nội ăn cái này xong. Cái này xong được rồi. Không ăn ngán lắm ông nội. Trời ơi, nồi cơm, ông cơm ông nội bên này ế luôn. Nấu thì mình sẽ ăn thời dư dễ thiếu khó. Bây giờ thì đâu còn thiếu gạo nên sợ. Rồi chưa là thiếu gạo, bây giờ dư gạo rồi. Bán cho vừa mua được lít gạo à. Thiếu gạo mà người đâm hết chứ. Dạ hồi đó thiếu gạo nhưng mà cá nhiều. Ăn cá được cơm không à. Dân câu nuôi cả nhà, nội dân câu nuôi cả nhà. Hồi tập mang em đi. Dạ. Để nó ăn chơi ngủ. Đó nghiêng muốn dựng lập đó. Đó cũng khoái mè đó lắm mà mua chả không có. Ở chả nó có mè dớt bột mà dớt thái á. Hai bữa trước hả nhiều. Ngày đó không chua. Nó không có ngon, nó ăn kiểu nó kỳ lắm. Ừ, cái này nó chua lắm nha. Mà nó cũng có cái hậu ngọt. Bữa rồi mà tám lên chọc đóng rồi đó mà còn nhiều lắm mới có chỗ dốt, dừa dốt trơn à có mới chỗ... dốt à nó còn xanh xanh có chỗ dừa cùng đi hả có chỗ dừa mà nó cùng cùng á cái chỗ dừa mà quét mòn hả cái chỗ bên đây nè hay sao mà chỗ dừa nó xơi nè cái chỗ miền mới quét không được tại lá đó bây giờ nó bị mưa xuống á lá đâu nó ai dính vô cái thiết luôn rồi chắc chắn là cái lá đó nó xét thôi đâu quét cái chỗ thường ra chờ làm sao mà chơi có chân à? Tại tôi quét hoài mà quét rồi hả? Quét hoài à? Tưởng rồi để thẩm thấy mượn lên á, thấy nó dính một dài gì? Cô My thu hoạch được nhiêu đây? làm gì múc me hả? Múc me ăn tết. Đây múc me của ăn tết của My nè. Dốt mà mày chốt mà sống dốt kể đi chua mấy ngọt hay á ừ ngọt ngon chốt cũng chưa bỏ hả đó rồi đốt nữa nó quẹo quẳng chơi mà bỏ thuốc hay gì hả bên chảnh bỏ thuốc hay gì đâu có mà